Tuần qua, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội biến động khá nhiều so với tuần trước đó. Trong tuần đã xuất hiện nhiều ngày, nhiều khu vực có chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức tốt, nhưng cũng có những ngày AQI ở mức kém. Cụ thể, tại các điểm quan trắc không khí nền đô thị như Trung Yên 3, Kim Liên, Mỹ Đình, Tân Mai và Tây Mỗ, trong tuần qua số ngày AQI đạt mức tốt xuất hiện và với cường độ nhiều hơn. Cả năm trạm không có ngày nào trong tuần có AQI ở mức kém. Đối với hai điểm quan trắc chất lượng không khí giao thông Vành Đai đặt tại Ủy ban nhân dân phường Minh Khai và Phạm Văn Đồng là hai khu vực chịu nhiều tác động từ các phương tiện giao thông, chỉ số chất lượng không khí đa phần ở mức trung bình, không có ngày đạt mức tốt, cá biệt có những ngày AQI chạm ngưỡng kém. Tại các điểm quan trắc giao thông nội đô như Hoàn Kiếm, Hàng Đậu và Thành Công, chất lượng không khí chủ yếu ở mức trung bình. Riêng trạm Thành Công và Hàng Đậu có một ngày AQI ở mức kém. Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường thành phố Hà Nội, để góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí, người dân cần hạn chế đốt rác, rơm rạ, giảm thiểu đun nấu bằng than tổ ong. Rác cần phải được thu gom và xử lý theo quy định. Người dân không tự ý đốt rác thải tại nơi mình sinh sống, các khu vực dân ngoại thành không đốt rơm rạ. Người dân cũng nên tham gia các phương tiện công cộng như xe buýt, xe điện, hạn chế sử dụng các phương tiện cá nhân và nên sử dụng các nhiên liệu sạch trong giao thông.